Thưa quý vị, Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã thụ lý vụ án liên quan đến bà Trương Mỹ Lan, Chủ tịch tập đoàn Vạn Thịnh Phát và đồng phạm về cáo buộc chiếm đoạt hơn 304.000 tỷ đồng của ngân hàng SCB và các hành vi liên quan. Tòa án Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh cho biết hồ sơ tài liệu vụ án này đặc biệt lớn, khoảng 6 tấn, gồm gần 2.500 tập tài liệu đóng trong 104 thùng với khoảng 1 triệu bút lục được bố trí tại phòng riêng, tạo điều kiện cho các luật sư sao chụp nghiên cứu. Để bảo đảm an toàn, tòa phải lắp đặt hệ thống phòng cháy chữa cháy gắn nhiều camera an ninh. Dự kiến vụ án sẽ được đưa ra xét xử vào tháng 3 năm 2024. Bà Trương Mỹ Lan bị Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao truy tố về 3 tội đưa hối lộ, vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng và tham ô tài sản. 85 bị can còn lại gồm 45 lãnh đạo, cán bộ ngân hàng SCB, 15 cựu cán bộ ngân hàng nhà nước, 3 cựu cán bộ thanh tra chính phủ, 1 cựu cán bộ kiểm toán nhà nước bị truy tố về một trong các tội tham ô tài sản, nhận hối lộ, lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ, thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng và vi phạm quy định về hoạt động của ngân hàng. Thưa quý vị, nguyên giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang, ông Vũ Văn Sử bị khởi tố về hành vi vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng. Ông Sử bị khởi tố bắt tạm giam 4 tháng với cáo buộc năm 2017 đến 2020 có sai phạm trong đấu thầu thiết bị cho học sinh bán trú. Cùng tội danh trên, nhà chức trách đã khởi tố tạm giam hai thuộc cấp của ông Sử là bà Vũ Thị Thanh Huyền, cựu trưởng phòng kế hoạch tài chính, và Vũ Thị Thu Hòa, nhân viên kế toán, cùng Trần Tiến Bằng, cựu phó phòng kế hoạch tài chính Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Hà Giang. Điều tra ban đầu cáo buộc 4 bị can có sai phạm trong quá trình mua sắm tài sản cho các trường phổ thông dân tộc bán trú và các trường, điểm trường có học sinh bán trú. Cụ thể, từ năm 2017 đến 2020, các bị can đã lợi dụng chức vụ quyền hạn để can thiệp bất hợp pháp vào hoạt động đấu thầu. Việc này đã gây thiệt hại cho ngân sách nhà nước với số tiền lớn. Bộ Công an cho biết Công an huyện Sóc Sơn, thành phố Hà Nội đã khởi tố bị can đối với Phạm Ngọc Sơn, 37 tuổi, trú xã Nam Sơn, huyện Sóc Sơn, về tội giết người. Theo cơ quan chức năng, tối ngày 7 tháng 1, Tổ công tác Công an huyện Sóc Sơn thực hiện nhiệm vụ xử lý vi phạm giao thông và kiểm tra nồng độ cồn tại tuyến đường 35 thuộc thôn 3 xã Hồng Kỳ. Lúc này, tài xế chiếc ô tô hiệu Hyundai Tucson khi nhìn thấy lực lượng chức năng đã lái xe quay đầu bỏ chạy và chèn qua người đại úy Nguyễn Văn Thưởng. Vụ việc khiến đại úy Thưởng bị chấn thương sọ não, được đồng đội đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện Việt Đức. Tại cơ quan công an, Sơn khai nhận hành vi của mình. Nhà chức trách đã kiểm tra xét nghiệm. Kết quả cho thấy nồng độ cồn trong máu của tài xế này là 0,083 mmol trên 1 lít khí thở. Khoảng một tháng nữa là Tết Nguyên đán, thời điểm thị trường tiêu dùng tăng mạnh về nhu cầu, nhất là mặt hàng thịt heo. Đây cũng là ngành hàng dễ có sự trà trộn, các mặt hàng kém chất lượng, ảnh hưởng đến sức khỏe của người tiêu dùng. Cùng với việc chuẩn bị nguồn cung, hiện Thành phố Hồ Chí Minh đã ra quân giám sát các nguy cơ về an toàn thực phẩm từ giết mổ đến phân phối để thực phẩm an toàn đưa ra thị trường dịp Tết. Nhà máy giết mổ phân phối thịt heo của công ty này có công suất 240 con một giờ với 3 dây chuyền giết mổ hiện đại. Chuẩn bị đáp ứng thị trường Tết Giáp Thìn, nhà máy sẽ hoạt động tối đa công suất, cung ứng khoảng 1.800 con mỗi ngày. Thời điểm này, đơn vị đang tăng cường các khâu chế biến, chuẩn bị nhân lực, vật lực để chạy đua vào mùa Tết. Tháng 9 năm 2023 thì chúng tôi cũng đã chuẩn bị các cái nguồn nguyên liệu, thì trong đó thì đối với cái thực phẩm tươi sống là khoảng hơn 1.100 tấn thịt heo bò, và đối với thực phẩm chế biến thì hơn 3.800 tấn với cái tổng giá trị là khoảng 541 tỷ đồng. Ngày thường, Thành phố Hồ Chí Minh tiêu thụ khoảng từ 10.000 đến 11.000 con heo. Sức mua dịp Tết được dự báo sẽ tăng thêm từ 10 đến 20%. Với 5 nhà máy giết mổ công nghiệp hiện đại đã đi vào hoạt động và 2 chợ đầu mối lớn chuyên phân phối thịt heo, Thành phố Hồ Chí Minh luôn chủ động đáp ứng sức mua thị trường, ngay cả trong trường hợp có đột biến về cầu. Mua hiện nay càng ngày càng tốt, đặc biệt đối với những ngành hàng mà phục vụ nhu cầu thiết yếu trong chợ như là rau củ quả, thịt, thì cái lượng Tết là tăng đột biến. Cái lượng tăng này có thể gấp 2 đến 3 lần. Thú y người ta đã kiểm tra ở trong lò rồi, đem ra đây, thú y đây đã kiểm tra rồi, mới xuống sạp. Xuống sạp thì chị em ở đây phân phối ra cho các nhà kinh cung cấp, kinh doanh, thức ăn công nghiệp. Đảm bảo an toàn thực phẩm là một trong những công tác trọng tâm luôn được Thành phố Hồ Chí Minh tập trung triển khai từ sớm. 3 tháng trước Tết, Thành phố Hồ Chí Minh đã lập 11 đoàn giám sát với sự tham gia của đầy đủ các lực lượng, tổ chức thanh kiểm tra hoạt động tại nguồn, từ nuôi trồng đến các kho dự trữ nguyên liệu.
Cận Tết, các hoạt động này sẽ càng được tăng cường, mở rộng ra khâu phân phối, mạnh tay xử lý các vi phạm. Nay thì nó có cái tình trạng, hai cái tình trạng mà phải nói chúng tôi hết sức là lo ngại. Cái thứ nhất là tình trạng mua bán lấn chiếm lòng lề đường, vỉa hè của các chợ tự phát. Ngay cả xung quanh các chợ đầu mối sẽ tập trung để mà xử lý những cái trường hợp buôn bán trái phép lòng lề đường. Nhưng chúng tôi cũng kêu gọi người dân, kêu gọi cộng đồng chúng ta là hãy ủng hộ những nơi làm thực phẩm sạch. Sức mua càng tăng mạnh cận Tết chính là điều kiện để thực phẩm không đủ chất lượng trà trộn ra thị trường, nhất là với mặt hàng có nhu cầu cao như thịt heo. Với sự ra quân đồng bộ, quyết liệt, giám sát chặt chuỗi ngành hàng, thành phố Hồ Chí Minh nỗ lực đảm bảo an toàn các loại thực phẩm để người dân yên tâm mua sắm Tết. Thưa quý vị, tình trạng xuất cảnh đi lao động trái phép ở nước ngoài thời gian qua đã diễn ra ở nhiều địa phương, đã có những hệ lụy từ việc xuất cảnh lao động trái phép này như bị bóc lột sức lao động, bắt buộc phải làm những công việc như lừa đảo, tệ nạn xã hội. Thời điểm trước, trong và sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, tình trạng này lại có dấu hiệu bùng phát trở lại, ghi nhận tại tỉnh Thanh Hóa. Từ bỏ công việc thợ cơ khí ổn định để tìm kiếm giấc mơ việc nhẹ lương cao ở đất nước Myanmar xa lạ, nhưng sang đến nơi, anh Lê Văn Thiệu ở xã Tân Phúc, huyện Lang Chánh mới biết giấc mơ ấy chính là bị ép vào làm tại các cơ sở kinh doanh trực tuyến lừa đảo trên mạng. Sang đến kia thì tôi thấy công việc làm nó không đúng mà mình cảm nhận mình không làm được. Nó áp lực, với thứ hai nó ép, nó thuộc vào bên gần như bên lừa đảo. Không lừa được thì là nó sẽ đánh, dí điện rồi cui các kiểu đánh ngất lên ngất xuống mà. Càng la nó càng đánh. Còn với anh Nguyễn Văn Bình ở xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc, xuất cảnh lao động đã trở thành nỗi ám ảnh sau những ngày tháng sống trong tủ nhục tại Trung Quốc với vòng lặp lần trốn, bị bắt rồi lại lần trốn. Sang Trung Quốc mình bỏ ra rất nhiều để đánh đổi được cái đồng tiền đấy ạ. Thứ nhất là bất hợp pháp ạ, ra đường bị công an bắt ạ. Hôm nay ra đường xô xát gì cái là không ai đứng ra bảo lãnh. Cho nên lựa chọn an toàn nhất là mình thôi, cho dù đói lòi không biết, nhưng mà mình ở Việt Nam mình làm vẫn cứ hơn ở bên Trung Quốc. Nếu mà ai mà xác định sang đi nước ngoài làm đây phải hộ chiếu, visa đoàn hoàng sang đấy làm cho nó ổn định. Hiện nay, Thanh Hóa vẫn còn khoảng 2.600 công dân đang cư trú và lao động trái phép tại các nước, trong đó có hơn 1.500 trường hợp ở Trung Quốc. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, hành vi xuất nhập cảnh trái phép sẽ bị xử phạt theo Nghị định số 144 ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Chính phủ. Tùy theo mức độ của hành vi, do lần vi phạm, áp dụng chế tài phù hợp, có thể xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự từ 3 đến 15 năm tù. Ngoài ra, công dân Việt Nam sẽ gặp nhiều hệ lụy như không được bảo hộ, đảm bảo quyền lợi về tính mạng, sức khỏe, tài sản, bị các cơ quan chức năng nước ngoài bắt giữ, xử phạt, đẩy đuổi vì nhập cảnh cư trú trái phép. Thông qua cái công tác phòng ngừa đấu tranh, thì chúng tôi đã khởi tố điều tra 15 vụ, 28 đối tượng liên quan đến cái hoạt động xuất cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa. Phối hợp với lực lượng chức năng tổ chức công tác bảo hộ, giải cứu được 53 trường hợp công dân từ Campuchia và Myanmar trở về nước. Phòng ngừa phát hiện 16 vụ, 18 đối tượng chuẩn bị xuất cảnh trái phép. Qua cái đấu tranh thì cái tình hình xuất nhập cảnh trái phép trên địa bàn tỉnh Thanh Hóa đã được kiểm soát. Đấy, cái số lượng các cái vụ việc, các cái trường hợp xuất cảnh trái phép đã giảm rõ rệt. Tiền mất, tật mang, thậm chí phải đánh đổi bằng cả sinh mạng của mình chỉ vì những lời hứa về công việc trong mơ bên kia biên giới của người không cần biết. Do vậy, mỗi người dân cần nêu cao tinh thần cảnh giác, không nghe, không tin những lời dụ dỗ, lừa phỉnh của đối tượng xấu, tránh bị thiệt hại về sức khỏe và tài sản. Và thông tin vừa rồi đã khép lại chuyên mục đường dây nóng ngày hôm nay của chúng tôi. Quý vị hãy nhớ số điện thoại tiếp nhận thông tin nóng 083-722-5566, địa chỉ email đườngdâynóng@vtc.gov.vn. Còn bây giờ xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.